huyện ủy Bát Sát vừa tổ chức đối thoại với đại diện 60 hộ dân xã Phỉn Ngan, nghe ý kiến của bà con trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Theo đó, bà con nhân dân xã Phỉn Ngan đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ giống cây quế sau đầu tư, liên kết thu mua vỏ lá quế do đã đến thời kỳ thu hoạch nhưng không có đầu ra, đề nghị chuyển quy hoạch vùng trồng cây quy hoạch vùng nuôi cá nước lạnh tại xã và hỗ trợ lãi suất phát triển nghề nuôi cá nước lạnh, nuôi ngựa hàng hóa, lợn đen bản địa. Các hộ dân cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông nông thôn và khu tái định cư thôn Láo Sáng. Lãnh đạo huyện Bát Sát đã tiếp thu làm rõ các ý kiến kiến nghị của bà con, đồng thời giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp tháo gỡ, tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất.